Thằng A của mình bằng lô riết 27 năm đúng không? 27 này có phải là 3 mũ 3 không? Thì có phải bằng là lô ra riết 3 mũ 3 nhân cho 5. Mang cái số 3 này ra là nằm ở dưới đúng không? Là 1 phần 1 phần 3 lô riết 3 năm chốt. Tiếp tục thằng B đi. Bằng lô riết 87 đúng không? 8 này có phải bằng 2 mũ mấy? 2 mũ 3 đúng không? Làm lẻ luôn sẽ ra là 1 phần 3 lô ra riết hai mấy? 27 bà ơi. C bằng lô ra riết 23. Rồi nó kêu tính gì? Lô ra riết 12 35 cũng y chang phân tích ra giùm đi. Lô ra riết 12 35 có phần 7 nhân 5 không? Tích thằng gì? Đúng rồi. Đó, nhớ những cái kiến thức cơ bản đi. Chốt chỗ này chưa? Sau đó tiếp tục hành trình nè. Tập trung nha. Ở đây làm sao nữa đây? Mình phải nhìn vô cái nội dung nè, đó. Lô riết 27 đúng không? Mà ở đây là 10 27 đúng không? Thì này mình sẽ chèn số số 2 vô lô riết 27 chia lô riết 2 10 12 kịp không? Cộng ở đây cũng y chang chèn số mấy? Nhìn vô số 5 của mình liên quan số gì? Số 3 nha. Đó, cẩn thận nha. Mình phải nhìn vô kỹ thuật nha. 3, 5 chia cho lô ra riết 3, 12 kịp không? Tiếp tục 12 này có phải là 2 mũ 2 nhân 3 không? Này 2 mũ 2 nhân 3 không? Tức thằng gì? Thằng tổng ở trên dưới lại nè. Ở dưới ra tức thằng tổng này không? Kịp không? Này cũng y chang. Đó, cái kỹ thuật á, nhớ kỹ năng của mình. 32 mũ 2 nhân, xin lỗi, cộng lô riết 33. Chốt chưa? Bằng này viết lại nè. Này ra mấy? Mang số 2 ra. Ra mấy? Ra mấy? Nói cho nó rõ ràng coi, nói không có nghe cái hồn vách gì á. Này mang số 2 ra nè. Này mấy? Một chốt. Rồi nhìn vô ráp. Lô riết 27 đâu? Lô riết 27 đâu? Đây. Vậy phải mang cái 1 phần 3 này qua đây nha. Đúng không? Nhân chuyển qua thành gì? Chia chia thành nhân nghịch đảo, vậy là thằng này nó sẽ bằng 3. 3B đúng không? Kẹp không? Lô riết 3 năm nè, cũng thằng bằng gì? 3. À, tự chuyển với đổi dấu nha. Rồi vậy là 3 3A 3B. Đây là đúng không? 27 là 3B bằng 3B chia 2 cộng lô ra riết 23 C này thấy không? Cộng lô riết 3 năm hồi nãy là 3A đúng không? Chia 2 nhân nè, cộng kỹ năng nè, lô riết 2 3 bằng nhiêu? Bằng C đúng không? Vậy từ đây suy ra lô ra riết 32 bằng lô ra riết 23 bằng C, vậy lô riết 32 bằng. Mày không thấy cái tay tao vậy hả? Một phần. Một phần gì? Trời ơi, lô ra riết 23 bằng C thì lô ra riết 32 thì bằng một phần. Một phần C. Mệt thiệt á. Ở đây tự quy đồng nhân chia cộng trừ gì đi.